Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đầu Tư Tài Chính Tự Do. Thì ngày hôm nay như thường lệ em xin phép được làm một video để đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường, cũng như từ đó đưa ra cho anh chị những góc nhìn về thị trường ở trong những phiên sắp tới. Anh chị hiện tại đang xem video của em, nếu thấy video của em là hữu ích thì đừng quên bấm like video, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video em cũng có để thông tin liên hệ là Zalo cũng như là số điện thoại. Thì nếu anh chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong room khách hàng tại VBS để được hỗ trợ về điểm mua, điểm bán cổ phiếu cũng như là cơ cấu lại danh mục làm sao cho nó hiệu quả, thì có thể là kết bạn Zalo của em hoặc là trợ lý của em để được hỗ trợ trong quá trình đầu tư ha. Ngoài ra thì em cũng có để một cái đường link nhóm cộng đồng, thì anh chị có thể nhấn vào cái đường link này để đăng ký tham gia, thì sau đó anh chị nhắn tin cho trợ lý của em để được duyệt vào room ha. Rồi cảm ơn chị rất nhiều vì đã luôn dành thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường ở trong phiên ngày hôm nay. Và sau đó chúng ta sẽ đi qua đánh giá về cái yếu tố dòng tiền cũng như là kỳ vọng thị trường ở trong những phiên sắp tới. Thì nếu anh chị đã có xem video ngày hôm cuối tuần của em, thì em có làm video về cái việc là cái yếu tố then chốt sẽ quyết định rằng VN-Index nó sẽ tăng luôn hay là test đáy. Đây là video ngày hôm qua em làm. Thì cái mấu chốt chính mà chúng ta nói đó là chính là câu chuyện quá trình mà nó hấp thụ lại cái lượng cung loanh quanh cái gap down 1080 cho tới 1100, là bởi vì đây là cái lượng mà nó, đây là cái vùng mà nó sẽ có cái lượng cung kép, cung đến từ lượng cầu bắt đáy, là do cái lượng bắt đáy đã có lời tương đối, cung đến từ cái lượng kẹp hàng, là do trước đó ở cái thời điểm cái vùng trên 1080 thì cái lượng nhà đầu tư người ta mua ở cái vùng này rất là nhiều nha. Anh chị cứ hình dung là cái mốc 1080 thời điểm đó cũng được đánh giá là cái vùng hỗ trợ rất mạnh, nên khi rơi về cái vùng này thì nó có xu hướng là gì, là nó bật trở lại, và khi đó nhà đầu tư người ta cũng lao vào, người ta mua ở đây, nên cái việc mình đi ngang ở đây 5 phiên sau đó mở cái gap down lên nên chắc chắn cái lượng kẹp hàng ở đây là có. Vì vậy cái việc mà chúng ta gặp cáp lực cung ở đây là bình thường, tức là cái phiên ngày hôm nay nó cũng không hẳn là quá xấu khi mà cáp lực bán đi kèm với volume thấp. Nhưng tất nhiên như ngày hôm trước em có nói với anh chị là cái quá trình hấp thụ ở đây cũng như là cái yếu tố về volume nó sẽ quyết định liệu rằng VN-Index nó có cần test lại đáy hay không, hoặc là nó có xu hướng gì, nó có xu hướng đi lên tiếp được hay không, hay nó cần phải điều chỉnh thêm nữa. Thì cái quá trình test lại cung cũng như là dằn co cung cầu ở đây sẽ cho mình biết được cái kết quả đó. Thì nhìn chung tổng thể tất nhiên chúng ta sẽ cần một cái nhịp bắt nhẹ để test lại cung ở cái vùng đáy này. Và đó là cái kỳ vọng trước đó của chúng ta. Thì phiên ngày hôm nay về cơ bản nó là một phiên hấp thụ cung khá là tốt ha. Thì mình bây giờ sẽ đi sâu hơn phân tích cái phiên ngày hôm nay để xem mà nó có ý nghĩa như thế nào, cũng như là những cái phiên sắp tới chúng ta sẽ cần chú ý những cái điểm nào. Thì VN-Index ngày hôm nay chúng ta đóng cửa mức là 1080,29 điểm, tương đương với mức giảm là 0,86%. Nhìn chung thì thị trường giao dịch hầu hết ở dưới cái mức tham chiếu, do cái áp lực bán từ đầu ngày, là bởi vì chứng khoán thế giới tối ngày hôm qua giảm điểm, tối ngày hôm qua giảm điểm cũng tương đối thôi, tôi đã giảm nhẹ. Chỉ có buổi sáng ngày hôm nay thì chứng khoán châu Âu và chứng khoán Nhật Bản chứng khoán Nhật Bản nó giảm, cái chỉ số future cũng như là chỉ số cơ sở của Nhật Bản nó giảm tương đối, thì nó khiến cho chứng khoán Việt Nam mình mở gap down rồi giảm xuống một ở đầu phiên với cái lệnh mua khá là mỏng. Dấu hiệu nó thể hiện điều đó là bởi vì cái áp lực bán nó chỉ rất là nhẹ thôi. Đầu ngày cái phiên ATC, ATO em nhớ là chỉ có khoảng tầm gần 200 tỷ giao dịch thôi. Tức là hầu như nhà đầu tư không giao dịch vào cái phiên ATC đó. Nhưng mà chỉ số lại rớt rất là nhanh ở cái giai đoạn đầu phiên. Đây nó rớt ra, đây là giai đoạn sáng ngày nay nè. Nó rớt một cách rất là nhanh, nó rơi về 1080 luôn. Và chỉ có một cái nến volume cũng rất là bé thôi, rồi sau đó nó hồi lên trở lại. Đồng nghĩa với việc là ngay từ đầu ngày đã không có lệnh kê mua quá nhiều đối với các cổ phiếu rồi. Đó lý do vì sao dẫn đến cái thanh khoản nó cũng thấp chứ không cao trong phiên ngày hôm nay. Thanh khoản ngày hôm nay nó cũng giảm đi so với phiên trước đó. Nó cho thấy là cầu ở đây đang bị đuối. Thực tế cái áp lực bán không có nhiều, là bởi vì anh chị thấy được là bán xuống cơ bản là cũng có cầu hấp thụ, nhưng mà cầu hấp thụ chỉ ở vùng hỗ trợ tầm 1080 thôi. Chứ cái khi mà giá lên cao cao một xíu, anh chị thấy là tất cả những cổ phiếu nha, em để ở trong phiên ví dụ như ngày hôm nay chị để những cái mã như SI này ha, hay VND á, ở trong phiên á, những cái bước giá mua của nó chỉ kê đâu đó khoảng tầm dưới 100.000 một bước thôi, và cho đến cuối ngày thì nó mới có phiên ATC á, thì nó mới nhồi vào nó cân ba bước như thế này. Chứ ở trong phiên thì ba bước kê rất là mỏng, hay là cả Hòa Phát cũng vậy nữa. Hòa Phát ở trong phiên em thấy có thời điểm nó chỉ kê được khoảng 50.000 tới 100.000 một bước giá thôi. Thì anh chị thấy được với các cái bước giá mỏng như vậy thì nó khiến cho cái việc là gì, là khi mà chỉ cần một cái lượng bán nhỏ tương đối xuống to thì chỉ số nó cũng sẽ rớt rất là nhanh. Chị thấy rất là nhanh ngay từ đầu ngày không, và thanh khoản thấp. Thanh khoản thấp, nhìn chung đây là dấu hiệu của việc là cầu có vẻ thận trọng hơn ở cái vùng kháng cự này. Cầu có vẻ thận trọng hơn,
À, nên đó lý do vì sao mà phiên ngày hôm qua chúng ta là một phiên tăng điểm ấy, với cái thanh khoản giảm xuống đó. À, thì em có nói là chúng ta để ý, nếu chúng ta nhìn ở đây ấy, thì mình nhìn sẽ không rõ lắm. À, nhưng nếu chúng ta mở cái đồ thị mà khung giờ nhỏ hơn, lấy ví dụ như là cái đồ thị 15 phút đi. À, thì anh chị để ý là cái lúc mà giá nó tăng lên ấy, thì cái RSI nó sẽ dốc xuống. À, lý do là bởi vì RSI nó là một cái chỉ số mà có sự kết hợp giữa volume và giá. À, thì khi mà giá tăng lên nhưng volume nó không tăng đồng thuận theo, à, thì nó sẽ có xu hướng giảm dần, à, thì nó khiến cho thị trường nó tạo một cái phân kỳ ngắn ở cái đồ thị chặt phút. À, còn ở cái đồ thị khung lớn hơn, ví dụ như khung giờ, à, thì cơ bản mình sẽ không nhìn quá rõ được cái đó, à, mình chưa nhìn thấy rõ được cái đó. À, thì đó lý do vì sao anh chị thấy được nhìn chung cái áp lực hiện tại của thị trường nó đến từ việc là cái lượng cầu bắt đầu suy yếu đi, à, và cái lượng cung, à, cái lượng cung chốt lời bắt đầu xuất hiện. Và cái vùng hiện tại đang chấp nhận hấp tụ lại cái lượng cung đó loanh quanh cái ngưỡng 1080, à, là cái vùng mà trước đó chúng ta vừa vượt qua. À, và đây cũng sẽ là cái vùng cản tương đối mạnh của thị trường, à, mà chúng ta cũng sẽ cần hấp thụ ở trong những phiên tới. À, về mặt tổng thể thì ngày hôm nay chúng ta có 138 mã tăng so với lại là 378 mã giảm. À, số mã giảm nó áp đảo khoảng gấp 3 lần cái số mã tăng. À, và nhìn chung đầu ngày hôm nay á, thì thực tế là cái áp lực bán nó xuất hiện chủ yếu ở nhóm blue chip, là cái nhóm vốn hóa lớn ở trong VN30. À, đối với lại các nhóm cổ phiếu midcap thì ngày hôm nay lại tăng điểm khá là tốt ngay từ đầu ngày. Anh chị có thấy được là những cổ phiếu ở nhóm như khu công nghiệp này, à, đầu ngày những cổ phiếu như SJC cũng tăng điểm khá là tốt, à, và sau đó thì bị chốt ngược trở lại vào cuối ngày thôi. À, hay là chúng ta có BC1 này, tức là ở nhóm midcap ngày hôm nay, thậm chí là thủy sản ở trong phiên cũng có thời điểm nó rướn lên được khoảng 2-3%. À, đó là một trong những dấu hiệu cho thấy là dòng tiền nó có xu hướng chuyển dịch, nó chốt lời những cổ phiếu blue đã tăng điểm tốt ở đoạn vừa rồi như SI, VND, à, và nó chuyển sang những cổ phiếu mà gì, à, mà midcap, à, mà chưa tăng được tốt ở giai đoạn trước đó. À, nhưng nhìn chung thì cái áp lực, à, cái lượng cầu này nó cũng không quá nhiều, à, khi mà cái áp lực cung chốt lời cuối phiên nó xuất hiện khiến cho nhiều cổ phiếu mặc dù là đã tăng được khoảng 2-3% cuối ngày, à, 2-3% ở giai đoạn đầu ngày cho đến giữa phiên, à, thì cuối phiên nó cũng quay về cái mức tham chiếu hoặc là đỏ nhẹ. À, thì với cái áp lực bán ngày hôm nay thì chắc chắn là những phiên sắp tới chúng ta sẽ thấy được là thị trường nó sẽ có tính giằng co mạnh mẽ hơn, à, và có thể nó sẽ dao động trong cái biên độ khoảng tầm 1080, à, 1090, à, linh sinh trong cái giai đoạn đó, trước khi mà nó có một phe nào đó nó áp đảo hoàn toàn được, à, về cung hoặc là cầu. À, thì cái đó là cái mà chúng ta sẽ cùng theo dõi ở trong những phiên tới. À, và cá nhân đánh giá thì cái vùng hiện tại là 1080 tới 1100, à, là cái vùng mà sẽ rất là phù hợp, à, để chúng ta bắt đầu tái cơ cấu danh mục của mình. À, đó là cái quan điểm của em trong xuyên suốt cái giai đoạn mà thị trường phục hồi này. À, bởi vì đối với em cái nhịp hồi đầu tiên là cái nhịp hồi rất tốt để cho những anh chị nào mà cái danh mục của mình bị bế tắc ở cái nhịp trước đó, anh chị thấy được là cái đoạn hồi này rất là nhiều cổ phiếu đã hồi được từ 15-20% từ vùng đáy. À, đó là đối với những cổ phiếu mà bình thường, à, trung tính thôi. Còn như ông nào mà gọi là khỏe hơn một xíu thì ông có thể hồi được khoảng tầm 25-30% từ đáy rồi. À, nên đó là một trong những yếu tố mà em nghĩ sẽ là động lực rất là lớn, à, và cũng như là cái cách, à, để chúng ta có thể gì tận dụng làm sao để mình cơ cấu lại danh mục của mình. À, do giai đoạn trước đó thị trường đã giảm quá mạnh, à, và nó khiến cái danh mục chúng ta rơi vào cái trạng thái lỗ gọi là không có đường ra luôn. À, chúng ta lỗ 20-30% là chúng ta bắt đầu bỏ cái tài khoản của mình, chúng ta không quan tâm nữa. À, thì ở những giai đoạn phục hồi như thế này lại là cơ hội rất tốt, ít nhất là chúng ta sẽ có sự chủ động. À, bây giờ như nếu anh chị nào mà những cái phiên vừa rồi, à, như em đánh giá trong các cái video thôi, anh chị chủ động, à, gọi là cắt gọn lại, giảm bớt được số lượng cổ phiếu trong danh mục của mình, đưa về khoảng tầm 4-5 mã thôi. À, rồi cái tỷ lệ tài khoản của mình, nếu mà đoạn trước mình căng mà chim thì đoạn này mình đưa về cái mức gọi là tiền mặt, hoặc là chúng ta giảm tỷ trọng về khoảng 70% cổ phiếu. Thì khi mà chúng ta còn cái lượng dự trữ 30% sức mua đó, hoặc là chúng ta có cái lượng mà chim dự trữ nữa, à, thì mình hoàn toàn có thể rất chủ động trong cái nhịp mà thị trường nó test tại đáy số 2, hay là bây giờ nó có đi sideways, nó không test đáy quá sâu, à, nó test lại đáy sao cao đáy trước cũng được, hoặc là đi sideways lăn quanh cái vùng hộp 1080-1100 này. Nhưng ít ra lúc đó mình sẽ rất chủ động, à, để có thể lựa chọn được các cổ phiếu, à, mà nó khỏe hơn thị trường, à, để chúng ta tham gia, hoặc là chúng ta sẽ dồn cái lượng sức mua đó vào các cổ phiếu cũng đang sẵn có luôn, à, để mình trading trên các cổ phiếu đó để mình có được cái giá vốn tốt nhất. Thế thì đó là cái phương án mà em nghĩ là rất là hợp lý ở trong cái bối cảnh này. Tất nhiên là với một cái bối cảnh mà xu hướng thị trường thực tế là vẫn phải chưa quá rõ ràng đâu. À, nếu anh chị nào mà gọi là giai đoạn này chúng ta bị sợ, thật ra giai đoạn này em thấy là anh chị sẽ có một cái tâm lý như thế này, à, là rất là nhiều anh chị mình lo ngại rằng là khi mà tất cả mọi người đều trông đợi vào cái đá số 2 thì tạo lập họ sẽ không đánh cái đá số 2. À, nhưng mà thật ra anh chị cũng phải hình dung một cái câu chuyện, đó chính là, à, anh chị phải biết á, là tạo lập á, về cơ bản á, họ không phải là lúc nào họ cũng sẽ dạng như là trần sàn sàn sàn, hay là đánh theo cái kiểu là đi ngược hoàn toàn với tâm lý đám đông. Anh chị có để ý là cái lúc mà thị trường nó tạo đỉnh ở 1250 không, nó vẫn có hai đỉnh, à, nó vẫn có hai đỉnh, thậm chí là anh chị thấy là nó có hai lần hai đỉnh. Lần đầu tiên nó test lại cái đỉnh 1250 và sau đó nó back lên, nó fail ở hai lần này, diễn ra trong một thời gian ngắn. À, nhưng nếu xét ở khung giờ lớn hơn là khung giờ tuần thì là nó test hai đỉnh ở khung giờ tuần, tức là cả khung giờ ngày và khung giờ tuần nó đều test fail hai đỉnh ở cái vùng 1250 và sau đó nó mới rơi.
Và tức là anh chị thấy thực tế không phải lúc nào thị trường nó cũng muốn đi ngược lại hoàn toàn với xu hướng chung, cái kỳ vọng của nhà đầu tư đâu. Đó lý do vì sao mà em có nói với anh chị về một cái lý thuyết mà các cổ phiếu nào mà đang tăng ở cái nhịp số 1 á, tức là những ông nào mà đang tăng ở cái nhịp như thế này nè, đang tăng dốc lên như thế này, tức là chưa bị chốt cái nhịp đầu tiên. Chốt nhịp đầu tiên là sao, là nhịp này nè, thì anh chị hoàn toàn có thể tự tin để cầm tiếp. Lý do vì sao là bởi vì nếu khi đó nó có bị chốt cái nhịp đầu tiên thì kiểu gì đoạn sau cầu nó cũng sẽ rướn lên để test lại đỉnh số 2 một lần nữa. Thì anh chị thấy là y như rằng thị trường nó cũng như vậy thôi. Nhưng tất nhiên á, cái cách mà nó làm như thế này nè, không phải là nó muốn hình thành hai đỉnh đâu. Nhưng mà sau cái đỉnh đầu tiên này, thực tế là họ sẽ không bán được quá nhiều hàng, là bởi vì một đại bộ phận nhà đầu tư sẽ cắt lỗ. Nhưng mà khi nó hồi lên lại gần cái vùng đỉnh như thế này thì rất nhiều nhà đầu tư cá nhân sẽ bắt đầu tham gia ở đây, ở sát cái vùng đỉnh. Lý do là bởi vì nhiều người sẽ cho rằng thị trường nó sẽ vượt đỉnh lên tiếp, với cái kỳ vọng rằng xu hướng tăng của thị trường vẫn duy trì. Và đó lý do vì sao mà thật ra người ta kẹp là kẹp ở đây nhiều hơn là kẹp ở bên này. Và không phải là tự nhiên nó muốn hình thành hai đỉnh đâu, là bởi vì khi lên đây nè, cầu bắt đầu tham gia vào nhưng nó bán ngược ra thì nên nó không vượt được đỉnh cũ thôi, nên nó mới có hai đỉnh. Vậy tức hai đỉnh là hệ quả của việc tạo lập nó bán quá nhiều ở vùng này. Và ngược lại thôi, bây giờ thật ra hai đáy cơ bản cũng không phải là do họ muốn vẽ hai đáy đâu. Thực ra thì hai đáy là do gì? Là do hệ quả của việc là cái lượng cung kẹp hàng quá nhiều thì buộc nó phải lui để ép nhà đầu tư cá nhân bán ra thôi. Anh chị cứ hình dung là gì, là nhà đầu tư cá nhân ở đoạn trước á, tâm lý chung của họ là họ đang chờ họ để bán, và đoạn này thị trường đã hồi rất tốt. Nhưng mà cái cách mà họ đang làm ở đây nó lại khiến cho nhà đầu tư nghĩ rằng thị trường sẽ đi luôn và không quay trở lại. Và điều này nó sẽ khiến cho nhà đầu tư cá nhân, người ta sẽ không bán ra cái lượng hàng đó. Người ta sẽ không bán ra cái lượng hàng mà người ta đang hold. Là bởi vì người ta đã trải qua một cái đợt giảm 20% rồi, bây giờ họ chỉ có 5% thôi thì ngu dại gì mà bán. Tâm lý chung người ta là như vậy, và người ta nghĩ rằng thị trường nó đã quay về cái xu hướng tăng. Thì khi đó vô hình chung có phải là gì? Là nó mang tính chất là tạo hy vọng cho nhà đầu tư hay không? Nên đó lý do vì sao mà cái lúc mà thị trường nó hồi lên, em nói là thị trường nó nên chỉnh trước 1080 luôn kìa. Bởi vì khi đó thì thị trường nó sẽ tỏ ra rất yếu, và chắc chắn ở cái phiên chỉnh dưới 1080 đó, nhà đầu tư cá nhân người ta sẽ bán ra nhiều hơn, và thậm chí lúc mà nó giảm nó test đáy thì anh chị cũng không dám mua. Người nhà đầu tư đứng ngoài cầm tiền cũng không dám mua. Đó là cái thực tế mà tạo lập họ có thể làm, chứ không phải là nhiều người chờ hai đáy thì nó sẽ không có hai đáy. Lý do là bởi vì cái cách mà nó đánh á, anh chị cũng sẽ không ngờ tới được. Ví dụ cái lúc mà nó tạo hai đáy, giả sử như ở trong cái phiên tăng vừa rồi đi, tự nhiên nó kéo ATC lên 1-2% như vậy thì rất nhiều người đã nghĩ là nó sẽ lên luôn chẳng hạn vậy. Nhưng bây giờ tự nhiên phiên ngày hôm nay lại giảm thì người ta lại nghĩ rằng nó lại test hai đáy, tức là anh chị thấy được là cái tâm lý chung của nhà đầu tư đang rất là mong luôn, và cực kỳ mỏng manh. Và đó là cái mà em nghĩ là tạo lập họ lại làm rất tốt ở câu chuyện là nuôi tâm lý, và cho nhà đầu tư những cái hy vọng, hay ngược lại khiến nhà đầu tư trở nên tuyệt vọng ở những cái giai đoạn mà thị trường chỉnh quá mạnh, như cái nhịp vừa rồi. Thì anh chị thấy được đó là cái đặc trưng mà thị trường mang tính chu kỳ, và gần như lần nào thị trường chỉnh hay thị trường kéo nó cũng như vậy hết. Nên chị mới thấy được là sau 20% giảm thì chỉ cần 5% tăng thôi thì người ta lại nghĩ rằng thị trường uptrend rồi. Đó là cái quan điểm chung. Thực tế hiện tại những gì hiện trường đang diễn ra chưa cho thấy xu hướng thị trường đã thay đổi. Anh chị một cách đơn giản nhất để anh chị có thể nhìn ra được là anh chị có thể kể cho em hai cái kênh song song thôi. Một kênh nói những cái đỉnh cao nhất và một kênh nói những cái đỉnh thấp nhất, thì rõ ràng chúng ta vẫn chưa vượt qua được cái vùng phía trên này. Thì nếu mà xét về mặt phân tích kỹ thuật bình thường thôi á, đó là phân tích kỹ thuật vỡ lòng mới vừa học xong về kẻ trên line thôi, thì mình vẫn thấy được trên line là chưa thay đổi. Nhưng mà chắc chắn là ở trong cái nhịp hồi vừa rồi thì rất là nhiều người đã thay đổi cái quan điểm về xu hướng. Nên đối với em thực ra đó vẫn là một cái gì đó mà chúng ta không nên tránh những cái bẫy tâm lý, và chúng ta vẫn nên tập trung vào những cái gì mà thị trường đang nói cho chúng ta nghe. Và tất nhiên thì nếu anh chị đã bắt đáy được ở cái nhịp 1020 vừa rồi thì chúng ta đã có mức sinh lời rất tốt, và nó cũng đi kèm với việc là chúng ta phải chấp nhận một cái mức rủi ro, là bởi vì chúng ta bắt ở cái đáy số 1 đồng nghĩa với việc là chúng ta chấp nhận một cái mức rủi ro sẽ lớn hơn như anh chị nào mà kỳ vọng và theo dõi cái nhịp đáy số 2. Là bởi vì em đã từng cho anh chị một cái ví dụ về hầu như tất cả những cái nhịp mà thị trường tạo đáy, đặc biệt là những cái đáy lớn, sau những cái nhịp bán hoảng loạn, thị trường giảm từ 15-20% thì đa phần đều sẽ có nhất là hai đáy. Ví dụ như ở đây cũng vậy, sau những cái nhịp cao trào thì ít nhất sẽ test là hai đáy, và đáy sau có thể là cao đáy trước thôi. Tức là không nhất thiết là phải quay về sát cái đáy cũ để tạo điểm mua giá rẻ, nhưng ít nhất nó sẽ có nhịp test lại cung để kiểm tra cung, hay là ở phía bên này cũng vậy. Luôn luôn cần ít nhất là hai nhịp để kiểm tra lại đáy để là tiền đề cho cái nhịp hồi ở sau đó. Là bởi vì như em nói rồi, ở đây không phải là họ cố tình đánh hai đáy đâu, đó là hệ quả thôi. Là bởi vì đơn giản là cung ở trên kẹt dày quá thì bây giờ kéo lên thì khác gì là cho nhà đầu tư cá nhân kẹp hàng chốt giá cao, thì tại sao lại không cuốn xuống một nhịp nữa để cho người ta sợ người ta bán ra, đúng không? Và thật ra như anh chị nói là anh chị đang chờ một đáy hàng, nhưng mà bây giờ em cuốn xuống nhịp nữa thì kiểu gì anh chị cũng bán hàng ra, anh chị đang cầm ra thôi. Và thậm chí anh chị cũng không dám mua lại. Đó là cái quan điểm mà anh chị thấy là đôi khi chúng ta mặc định rằng tạo lập sẽ đi ngược thị trường chẳng hạn vậy, nhưng mà nó lại không phù hợp. Và đôi khi nó sẽ bị khiến cho chúng ta bị neo tâm lý. Ở đây thị trường tạo đáy ở 650 cũng test là hai đáy thôi. Và anh chị thấy lúc mà nó bật lên đây nè, sau đó lúc mà nó nhảy gap down và đây nó test là cái đáy số 2 thì hầu như không ai dám mua ở cái gap down này hết. Là bởi vì lúc đó ai cũng sợ Covid, ai cũng sợ những thứ bi quan ở trong tương lai hết.
Thì đó là cái quan điểm mà em nghĩ là chúng ta vẫn nên theo dõi thị trường theo một cách khách quan nhất, và chúng ta nên nhìn những cái gì mà thị trường đang nói, đang kể cho chúng ta nghe để chúng ta follow. Còn đứng ở quan điểm góc độ là một người môi giới như em, thì cá nhân thì em vẫn thiên về cái chiều hướng gọi là xác suất hơn. Thật ra ở trong đầu tư á, chúng ta sẽ có ba cái khía cạnh mà chúng ta cần quan tâm. Cái khía cạnh đầu tiên là gì? Khía cạnh đầu tiên đó chính là rủi ro. Là rủi ro. Tại sao em lại dùng cái từ rủi ro trước? Là bởi vì á, thật ra tất cả những anh chị khi mua cổ phiếu á, cái đầu tiên mà chị nghĩ đến thường là nó sẽ lời bao nhiêu. Là bởi vì hầu như không có ai muốn nghĩ tới việc chúng ta phải cắt lỗ khi mà chúng ta mua cổ phiếu, đúng không? Là nó gọi là nó hơi xui đó. Nó hơi xui, ta chưa mua mà tại sao mày lại muốn tôi cắt lỗ rồi, đúng không? Nó hơi xui đó. Nhưng mà thật ra thì cái điều đầu tiên mà chúng ta nên quan tâm trước khi mà chúng ta tham gia bất kỳ một vị thế đầu tư nào, đó chính là rủi ro. Mức rủi ro mà chúng ta chấp nhận được. Em lấy giả sử anh chị mua 1 tỷ. Anh chị tham gia một vị thế cổ phiếu 1 tỷ. Và mức rủi ro anh chị chấp nhận là 50 triệu. Tức là chúng ta sẵn sàng cắt lỗ 50 triệu cho cái vị thế đó. Nếu nó đi ngược kỳ vọng của mình. Em dùng cái từ gọi là chấp nhận cái mức rủi ro đó, là bởi vì chỉ khi anh chị chấp nhận cái mức lỗ 50 triệu đó thì anh chị mới có thể cắt lỗ được khi mà nó vi phạm quy tắc của mình. Hay nói cái khác là gì? Là nó sẽ giúp cho anh chị mình hành động được theo kế hoạch ban đầu mà anh chị đề ra. Còn nếu anh chị mà không chấp nhận cái mức rủi ro ban đầu mà anh chị đã đề ra rồi thì chắc chắn anh chị sẽ không cắt và anh chị sẽ gồng lỗ khi mà nó rớt. Là bởi vì chúng ta sẽ không chấp nhận cái việc chúng ta lỗ 50 triệu. Cái lúc mà nó lỗ 50 triệu là mình không chấp nhận, không được, không thể bán lỗ được, bây giờ phải gồng gồng cho tới khi nào nó lời lại thôi, hoặc là nó hòa vốn thôi thì bán ra. Tâm lý chung là như vậy. Thì cái điều đầu tiên mà em muốn nhắc nhở anh chị, nếu anh chị nào mà xem kênh của em nhiều thì em không, thì hầu như là chúng ta đã biết rất là rõ rồi, thì cái yếu tố đầu tiên là về rủi ro, phải quan tâm về rủi ro trước. Bởi vì anh chị có thể nôm na là anh chị có thể lỗ 50% và anh chị kiếm lại được sau đó. Nhưng nếu mà anh chị đã để lỗ 40-50% tài khoản rồi thì là cực kỳ khó. Có một cái bảng mà người ta thường đưa ra để cảnh báo nhà đầu tư về vị thế thị trường đấy. Nếu mà cổ phiếu giảm 50% thì anh chị phải lời 100% thì mới hòa vốn đấy, kiểu thế. Thì thật ra thì em không dùng những cái đó, nhưng mà em chỉ muốn nhấn mạnh với anh chị là thật ra thì trong đầu tư, cái khía cạnh đầu tiên mà chúng ta quan tâm là rủi ro. Rồi về khía cạnh thứ hai là gì? Thì tất nhiên là lợi nhuận. Đấy, tại sao người ta lại có cái tỷ lệ là RR là risk reward, đúng không? R là risk là rủi ro, reward là lợi nhuận. Đấy, thì tiếng Việt mình là lợi nhuận đấy. Thì lợi nhuận là cái gì? Là cái lợi suất kỳ vọng khi mà anh chị đầu tư vào cổ phiếu đó. Ví dụ anh chị mua cổ phiếu như ngày hôm trước, nếu anh chị nào xem kênh của em là Hoa Sen, Hoa Sen quanh cái vùng giá tầm 16-17, lúc đó em có vẻ mua tên là Hoa Sen sẽ lên được khoảng tầm giá 20. Đấy, thì đó là cái reward của em. Rủi ro của em là gì? Nếu mà chúng ta mua khi mà thị trường lấp lại giá quanh 18 thì đầu tiên rủi ro của em là em bị cắt lỗ. Cắt lỗ ở đâu? Cắt lỗ quanh cái đáy cũ dưới này là quanh 16.3, đúng không? Khi mà nó vi phạm quy tắc là nó chạm cái mức thấp nhất ở dưới này. Chốt lời ở đâu? Chốt lời quanh giá 20. Và lúc đó cái rủi ro của em chấp nhận là gì? Chịu là gì? Là hai giá. Lợi nhuận mà em kỳ vọng là gì? Là cũng khoảng tầm hai giá, thì xem như cái RR của em là 1:1, đúng không? Đó là lợi nhuận kỳ vọng của mình là giá 20. Và khi nó chạm vào giá 20 thì mình hoàn toàn có thể chốt khi mà đạt kỳ vọng. Và ngược lại, khi nó về dưới 16 này, 16, 16 năm này thì mình phải cắt, là bởi vì có khả năng nó sẽ thủng đáy mà đi về giảm sâu hơn về cái vùng hỗ trợ dưới này quanh khoảng tầm giá 14, đúng không? Đó là cái plan ban đầu mình đưa ra. Thì cái thứ hai mình quan tâm là lợi nhuận. Đấy. Thì em từng nói với anh chị cái có một cái nghịch lý trên thị trường như này nè. Thật ra gần đây em có tìm hiểu một số những cái bài nghiên cứu. Tại vì sắp tới em sẽ dự tính làm một cái buổi chia sẻ miễn phí cho anh chị về cái chuyên đề, đó chính là quản trị về vốn và quản trị về giao dịch. Có hai cái. Quản trị vốn tức là cách đi vốn, mua bán như thế nào, làm sao để tâm lý mình ổn định, mình mua bán mình không bị sợ, bị rung, mình quyết tâm mình bán, mình quyết tâm mình mua. Quản trị về giao dịch, cách đi lệnh trong những xu hướng thị trường tăng, thị trường đi ngang, thị trường giảm. Đó là hai cái mà em sẽ muốn chia sẻ với anh chị mình ở trong cái buổi chuyên đề sắp tới. Đây là cái buổi chuyên đề em sẽ làm miễn phí để cho anh chị mình có cái cơ hội tiếp cận. Thì nó cũng giống như những video mà em làm cuối tuần thôi. Thì thay vì vậy thì em sẽ làm trong Zoom. Lý do là bởi vì em nghĩ là khi đó thì anh chị sẽ có, em sẽ gửi tài liệu, có tài liệu cho anh chị, và cũng như là anh chị sẽ có thể dễ dàng theo dõi hơn, là bởi vì em sẽ ghi lại video và gửi cho anh chị sau cái buổi học đó qua một cái group Zalo. Đấy, thì em sẽ nhờ trợ lý em làm cái group Zalo đó và chia sẻ đến chị càng sớm càng tốt. Nhưng mà em dự tính là trong tuần, cuối tuần này hoặc là cuối tuần sau thôi. Giáo trình thì em đã lên xong rồi,
Thì hy vọng là nếu anh chị có ủng hộ em thì anh chị có thể là comment ở phía dưới video này cho em biết là anh chị có nhu cầu mà muốn học cái đó, và anh chị muốn học được những cái gì trong cái buổi đó. Anh chị có thể comment ở dưới này và em sẽ tổng hợp lại tất cả những cái đó để em gì em làm một cái giáo trình và em chia sẻ với anh chị miễn phí nha. Ở trong cái buổi cuối tuần đó là bởi vì em nghĩ rằng thay vì em làm một cái video và nó có thể em làm cái kiểu mà chia sẻ chuyên đề trong Zoom nó sẽ ít người xem hơn là video, nhưng mà em nghĩ thì nó ít nhất sẽ mang lại sự hiệu quả tốt hơn khi mà anh chị được học qua một cái lớp rõ ràng như vậy, và chúng ta sẽ có trao đổi với nhau, sẽ có sự hỏi đáp qua lại với nhau trong cái buổi chia sẻ đó, và sẽ có sự giải đáp qua lại với nhau qua cái room Zalo, rồi các anh chị cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm về tâm lý mà chúng ta đã trải qua trong quá trình mà chúng ta đầu tư. Đó là cái mà em nghĩ rất là hay, và ngay cả chính bản thân em cũng sẽ học được từ anh chị rất là nhiều. Đấy, thì đó là cái mà em muốn chia sẻ về cái tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận. Và cái cuối cùng đó anh chị là gì? Anh chị nào biết cái cuối cùng thì có thể comment ở dưới giùm em. Nếu anh chị nào hiểu về rủi ro rồi thì comment ở dưới giùm em số 1. Còn nếu anh chị nào hiểu về lợi nhuận rồi thì comment ở dưới giùm em số 2. Đấy, thì xem như mình để hiểu được hai khía cạnh trong đầu tư trước khi mà ra quyết định đầu tư. Cái cuối cùng là cái rất ít anh chị mình để ý tới. Nếu anh chị nào mà xem kênh của em nhiều rồi thì anh chị sẽ có thể nhớ mang máng, đó chính là về xác suất. Xác suất. Đầu tư là một trò chơi về xác suất. Không có cái gì là 100% trong đầu tư chứng khoán hết. Em chắc chắn với anh chị luôn. Em từng nói với anh chị một cái câu đó chính là nếu mà ai nói với anh chị rằng là họ chắc chắn rằng cổ phiếu này sẽ tăng tới một cái mức độ đó thì khả năng em sẽ chắc chắn với anh chị rằng người đó là người nói không đúng. Là bởi vì ngay cả chính những cái chủ doanh nghiệp như Nova này ha, rồi thậm chí là cả Hòa Phát, cả Nam Kim Hoa Sen, có những cái thời điểm họ cũng sẽ không thể nào đoán được cái diễn biến của thị trường. Ví dụ như bây giờ ngành thép, anh là Hòa Phát nhưng làm sao anh đoán được giá thép thế giới, làm sao anh dự đoán được giá thép thế giới 100% đúng, thì làm sao anh có khả năng dự trữ hàng tồn kho, làm sao anh có khả năng ứng biến 100% đúng, đúng không? Thì anh cũng không thể nào mà kiểm soát được cái việc mà cung cầu tác động lên cái giá cổ phiếu của anh. Thế bây giờ Nova làm sao ông ngờ được là nó sẽ siết trái phiếu, đúng không? Nếu ông ngờ được thì làm sao mà ông huy động nhiều như vậy và khiến cho cái chính doanh nghiệp của mình rơi vào cái trạng thái là có thể trên bờ vực phá sản, đúng không? Đấy, thì đó là những cái mà em nghĩ là ngay cả chính cái người mà người ta đã làm ra doanh nghiệp, người ta đã kinh doanh ra doanh nghiệp, người ta còn chưa chắc nắm được cái việc là doanh nghiệp nó sẽ như thế nào nữa, tại do những cái bối cảnh vĩ mô nó bất ngờ. Thì đó là lý do vì sao mà nếu mà ai nói với anh chị về cái gì đó mà anh chị chắc chắn thì anh chị sẽ nghe tức khẳng định giùm em là cái người đó là cái người nó không đúng. Thì cái yếu tố thứ ba là xác suất. Thì thực ra xác suất, rủi ro và lợi nhuận là ba cái có mối quan hệ rất mật thiết với nhau, rất mật thiết với nhau. Thực ra bản chất thị trường biến động là không theo một cái xác suất nào hết nha. Thị trường biến động là không theo một cái xác suất, tăng hay giảm là do nó thôi. Ngày hôm nay có tin tốt thì tăng, ngày hôm qua có tin tốt thì tăng, Dow Jones tăng mạnh thì tăng. Ngày hôm nay tự nhiên ra cái tin gì đâu mà giảm 300.000 tài khoản, tự nhiên nó lại giảm. Đấy. Tức là nó diễn ra một cách rất là bất ngờ, không có một cái xác suất nào hết, đúng không? Thì xác suất ở đây là gì? Thật ra xác suất ở đây nó là cái phương pháp đầu tư khi mà một nhà đầu tư giao dịch. Xác suất của cái phương pháp chứ không phải là xác suất của thị trường. Cá nhân thị trường không có xác suất, bởi vì nó biến động bất ngờ mà làm sao có xác suất được. Nhưng mà nhà đầu tư với một cái phương pháp nhất định thì nó sẽ có xác suất. Ví dụ như anh chị mua theo RSI nó cũng có xác suất đúng, xác suất sai, đúng không? Theo thống kê quá khứ, anh chị mua theo MACD cũng vậy thôi. Đấy, thì bây giờ chúng ta có một bộ quy tắc đầu tư, chúng ta có bộ quy tắc lọc cổ phiếu dựa trên PE và BB. Chúng ta lọc cổ phiếu dựa trên ROE, ROA, đúng không? Đấy, những cái đó là những chỉ số cơ bản. Rồi chúng ta lọc cổ phiếu dựa trên volume, dựa trên giá, dựa trên MA200, MA50. Tất cả những cái đó chúng ta kết hợp thành một cái bộ chỉ tiêu. Từ cái bộ chỉ tiêu đó chúng ta sẽ đi gọi là gì? Nó gọi là đi chạy backtest. Backtest tức là lùi lại, test tức là kiểm tra quá khứ xem là nó đúng hay sai nhiều lần. Thì từ cái backtest đó mình sẽ ra được một cái xác suất tương đối cho tương lai. Tương lai chưa xảy ra mà, quá khứ là nó kệ nó chứ. Có thể đúng trong quá khứ nhưng mà có thể sai tương lai mà. Nhưng mới ra lại gì là khi mà chúng ta chạy best test như vậy mình sẽ biết được là cái xác suất cái mẫu hình này nó đúng nè, là bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như là 70%. 30% là thất bại, 70% là thành công, đúng không? Đấy, thì đó là xác suất. Thì cái tại sao em lại muốn nhấn mạnh về cái mối quan hệ này là bởi vì á, thật ra anh chị thường sẽ bị quan tâm tới giá nhiều hơn. Tức là đôi khi chúng ta mua một cổ phiếu chúng ta sẽ quan tâm tới lợi nhuận nhiều hơn. Thậm chí bây giờ chúng ta quan tâm tới rủi ro nhiều hơn mà chúng ta quên đi cái xác suất, tức là cái lúc mà chúng ta mua thì cái khả năng nó thành công là cao hay thấp. Đôi khi có nhiều anh chị nói với em là trước đó nó từng có giá 10 rồi, bây giờ nó có giá 2 thôi, thì bây giờ mua nó thì kiểu gì, bây giờ nó chỉ lên giá 5, giá 6 thì mình cũng có lời, tức là cái mức lợi nhuận rất là tốt. Nhưng mà anh chị hay trả lời giùm em là cái xác suất bao nhiêu phần trăm nó sẽ lên được tới giá 5 và giá 6 theo quan điểm cá nhân của anh chị và theo cái phương pháp của anh chị. Thì đó là cái quan điểm mà chúng ta phải cần lưu ý rằng là gì,
là xác suất nó sẽ luôn có sự đánh đổi với lại cái tỷ lệ RR. Nếu anh chị muốn một cái tỷ lệ RR tốt, tức là lợi nhuận trên rủi ro tốt, lời nhiều lỗ ít, thì xác suất thường nó thấp. Ví dụ bắt đáy, bắt đáy nha, thông thường nha lợi nhuận rất tốt nha, là bởi vì nó bật một phát là nó bật luôn hai cây trần cũng được. Anh chị cứ để đi, đoạn nào mà thị trường giảm 20% thì có thể bật lại 10% trong vài phiên thôi, rồi sau đó lình xình đi ngang. Vậy đó là lý do vì sao mà người ta luôn thích bắt đáy, là chỉ cần bắt đúng đáy phát thôi thì có lời nghe, tức 10-20%. Bắt sai phát thì cắt lỗ 5%. Tỷ lệ RR rất tốt, nhưng tỷ lệ bắt đáy thành công theo anh chị có cao không? Xác suất bắt đáy thành công là không cao. Rồi tức là có sự đánh đổi giữa xác suất và tỷ lệ RR. Đấy, đó là cái mà em nghĩ là em muốn nhấn mạnh ở đây. Vậy thì rõ ràng cái việc mà thật ra ở đoạn 2020-2030, nếu anh chị nào mà xem video của em nhiều, cái lúc mà thị trường nó thủng 1030 thì em vẫn nói thị trường nó sẽ giằng co cân bằng lại trong cái biên 1030-1080. Lý do đối với em 1030 là kháng cự đủ, cái hỗ trợ đủ mạnh để hấp thụ lại cái lượng cung này. Và sau đó nó bật lên, như anh chị nào trong lương khách hàng của em cũng biết, sau đó nó bật lên. À, và anh chị thấy được là gì? Là ở cái nhịp bật lên đầu tiên đó thì em cũng nhấn mạnh đó chính là cái nhịp này là dành cho ai? Dành cho những anh chị nào kẹp hàng. Em có nhấn mạnh cái đó đây. Thì tại sao em đã nói là dành cho những anh chị kẹp hàng? À, lý do là bởi vì á, đây nè, đây là cái room của em đúng không? Đây, 7 ngày trước, cái lúc mà thị trường nó còn ở 1037, đây là phiên ngày 31 tháng 10 là thị trường chưa có bật lên nha. Đang rơi á, thì em cũng nói nè, tổng thể VN-Index đang ở hỗ trợ mạnh biên dưới 1030, 1080, biên dưới là 1030 á. Do đó chúng ta kỳ vọng VN sẽ cân bằng được quanh đây với biên độ cộng trừ 10 điểm. 1030, 1080. Cân bằng quanh đây biên độ cộng trừ 10, tức là sao? Có thể là 1040 bật lên hoặc là 1020 bật lên trước khi xác lập xu hướng ngắn hạn kế tiếp. Tức là khi nó về 1030 thì em đã kỳ vọng nó sẽ cân bằng lại ở đây và nó bật lên 1080. Tức là nó sẽ quay được trong cái biên 1030, 1080 trước khi nó xác lập cái xu hướng ngắn hạn kế tiếp. Tại sao em lại dùng cái từ này? Là bởi vì bây giờ nếu nó bật từ 1030 lên 1080, nhưng nếu xu hướng của nó hoặc là dòng tiền nó không đủ mạnh thì cơ bản là xu hướng nó vẫn là xu hướng giảm mà, đúng không? Em nói với anh chị rồi, nó qua 1080 rồi là xu hướng thay đổi rồi. Bài toán lúc đó nó khác rồi nha, nó không phải là cái giai đoạn mà trước đó cứ chỉnh là mua đâu. À, nó đã khác rồi. Nên em mới dùng cái từ là trước khi nó xác lập cái xu hướng ngắn hạn kế tiếp, à, để mình biết được là thị trường như thế nào. Rồi em cũng nói là nhìn cái cách nè, chứng khoán thế giới nó phản ứng này thì thực tế là cái nỗi lo chiến tranh không còn quá lớn nè. Thì ngày hôm nay nó cũng có tin liên quan tới việc là Gaza, Israel đồng ý sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự ở Gaza. Tạm dừng ở đây là mang tính nghĩa là nhân đạo, mang ý nghĩa nhân đạo, tức là sẽ cho phép cho thời gian để cung cấp viện trợ và thả con tin, nhưng mà chưa có ngừng bắn, tức là vẫn còn những cái điều khoản điều kiện. Nôm na là họ vẫn sẽ tiếp tục nhưng mà trong tương lai, hiện tại tạm dừng. Và đó là lý do vì sao mà buổi tối ngày hôm nay thì các cái chỉ số về commodity á, về hàng hóa nó giảm rất là nhanh á, là bởi vì trước đó hàng hóa nó tăng là do chiến tranh, thì bây giờ chiến tranh đang có xu hướng hạ nhiệt đi, thì hàng hóa nó giảm xuống. Đấy. Đấy, thì đó là những cái nhận định của em ngày 31 tháng 10. Thì hiện tại theo nó vẫn đi theo cái quan điểm đó thôi. Nhưng mà tất nhiên khi nó hồi lên 1080 thì nhiều người lại nghĩ rằng, tức là nhiều người chúng ta sẽ kỳ vọng là thị trường nó sẽ đi lên luôn. Thì thật ra em vẫn giữ cái quan điểm rằng là thật ra là bây giờ nó có đi lên luôn hay là nó sideways, hay là nó back, thì đối với em chúng ta vẫn sẽ có cái plan để hành động với nó. Nhưng tất nhiên em vẫn kỳ vọng rằng là gì, là nó vẫn sẽ cần một cái nhịp, ít nhất là một cái nhịp hấp thụ cung, để cho chúng ta thấy được cái quá trình mà nó hấp thụ đó, và ít nhất mình biết được là à ở đây thực sự cầu đã chấp nhận vào để hấp thụ cung rồi. Đây cái phiên ngày hôm sau đó là ngày 1 tháng 11 nha. Cái lúc đó thị trường nó cũng rớt ở đầu, ở đây là em nhắn vào cuối buổi chiều ngày 1 tháng 11 này, thì em cũng nói rằng là chúng ta kỳ vọng nó sẽ cân bằng lại 1030, 1040 nè. À, thấy được cầu đã nỗ lực phục hồi tham gia quanh cái ngưỡng 1030, 1040 đó, thì anh chị thấy được cái diễn biến chính của mình hiện tại thì nó vẫn đi theo cái plan đó, nó vẫn đi theo cái kỳ vọng đó thôi. Và bây giờ chúng ta đang ở biên trên, nên cái việc mà chúng ta gặp cáp được bán ở đây, thật ra nếu mà chúng ta theo dõi cái video của em ở trong xuyên suốt giai đoạn vừa rồi thì em nghĩ là nó vẫn phù hợp, tức là nó vẫn khá là bình thường theo đúng cái diễn biến kỹ thuật thôi, nó vẫn không có gì đó đi gọi là quá sai lệch. Chỉ là cái lúc mà nó hồi quá nhanh thì nó khiến cho chúng ta cảm thấy hơi FOMO một xíu, và ngược lại trước đó nó giảm quá mạnh thì nó khiến cho chúng ta hơi bi quan một xíu thôi. Nên sau những cái giai đoạn đó thì tâm lý của mình nó hơi gọi là mong manh một xíu. Nhưng mà em muốn nhấn mạnh với anh chị là cái tỷ lệ RR luôn tỷ lệ nghịch với lại xác suất, và tức là nếu anh chị nào mà thích cái cảm giác mạnh, thích một cái mức rủi ro lợi nhuận tốt so với rủi ro thì anh chị có thể bắt đáy. Còn cá nhân em khi mà em làm môi giới, thật ra cá nhân em thì cũng có thể là bắt đáy. Tại bởi vì cá nhân em thì em sẽ có cái phương pháp đầu tư của riêng mình. Nhưng để nói khi mà đứng ở góc độ của một người môi giới, một người tư vấn cho nhiều anh chị khách hàng, thì em vẫn luôn lựa chọn cái phương pháp đó, chính là em sẽ dựa vào xác suất nhiều hơn. Có thể tỷ lệ RR của mình không tốt, không tốt, tức là có thể mình sẽ là hơn một xíu thôi. Ví dụ như là lợi nhuận 15%,
rủi ro là 5% hoặc 50%, hơn một, ít nhất là hơn một. Nhưng nếu mà ở đó xác suất tốt thì mình vẫn canh nhằm tham gia được, tức là mình sẽ đánh theo, mình sẽ ưu tiên xác suất hơn là ưu tiên tỷ lệ rủi ro. Đó là quan điểm của em để mà đi được lâu dài trên thị trường này. Còn tất nhiên là nếu mà chúng ta dựa vào RR nhiều quá thì thật ra RR nó chỉ là một cái gì đó đại diện cho, nôm na nó sẽ không mang quá nhiều ý nghĩa nếu mà xác suất thành công nó không cao, đúng không? Chúng ta có thể đặt tỷ lệ RR là 11 cũng được. Bây giờ em bắt đáy ở đây, em kỳ vọng thị trường lên 1.500 cũng được, cắt lỗ 1.100 cũng được, đúng không? Nhưng mà xác suất là bao nhiêu kìa? RR là mình đặt ra mà, nhưng xác suất là bao nhiêu thì nó cũng phải mang tính chất gọi là khả thi một xíu nha. Thì đó là cái quan điểm mà, và cũng là cái nội dung chính mà em muốn chia sẻ với anh chị. Là bởi vì em thấy rằng rất là nhiều anh chị mình đang rất là hoang mang về việc là liệu rằng VN nó có test đáy hay không, hay là nó đi lên luôn, hay là nó đi sideways. Thì thật ra đối với em thì mỗi một cái yếu tố, mỗi một cái khả năng nó đều có xác suất xảy ra của nó. Nhưng tất nhiên thì em vẫn đánh giá cái plan ban đầu mình đã đưa ra ở đây, nó bật từ 1030 cộng trừ 10 lên 1080 tạo vùng cân bằng, thì cái nhịp này vẫn là cái nhịp để cho anh chị mình tái cơ cấu danh mục. Thế nên anh chị nào mà đang có gọi là cái ý định dùng tăng thêm margin các kiểu thì em nghĩ là chúng ta vẫn nên tạm, mình gọi là mình hạ nhiệt một xíu, mình gọi là mình chờ đợi một xíu để mình theo dõi cái thời cơ phù hợp hơn với diễn biến của thị trường. Nếu mà anh chị nào mà gọi là hơi lúc nào FOMO quá một xíu thì mở cái chạng này ra, lúc nào mà đang bị FOMO quá thì cứ mở cái chạng này ra xem mà khi nào nó vượt qua đây rồi thì hãy tính tiếp. Còn tạm thời thì vẫn nên cứ thấy là nếu mà mình học trong sách, mình đọc ở đây thì xu hướng nó vẫn giảm mà tại sao mình lại mình dùng margin ở đoạn này ta, mình dùng margin ở trong xu hướng giảm nó có phù hợp hay không kiểu thế, thì em nghĩ là nó sẽ giúp cho anh chị mình tạm bớt FOMO hơn. Còn nếu anh chị nào bi quan quá thì cứ follow thế giới, nhìn chung thì đừng có bao giờ quá sợ sệt, nó khiến cho chúng ta sẽ bị nhát tay, không có dám đưa ra quyết định, hay là quá bi quan, hay là quá tích cực thì khiến cho mình lại quên đi những cái rủi ro hiện hữu của nó. Thì năm nay là em nghĩ là cứ theo cái plan ban đầu. Còn bây giờ nó quay về test đáy 2 quanh 1060 cái đi. Rồi khi đó mình mới cân nhắc là có nên mua mới hay không, hay là mua thêm hay không, hay là xử lý như thế nào danh mục của mình. Là bởi vì lúc đó những cổ phiếu khỏe, những cổ phiếu nó sẽ hiện ra rất rõ thôi. Đấy, chứ lúc đó mà bây giờ thị trường nó về 1060 mà SI nó về phá đáy luôn thì em cũng chịu. Lúc đó thì em sẽ không bắt, đúng không? Nhưng ít ra khi mà thị trường nó về 1060, em phải thấy được cái dòng dẫn dắt nó thể hiện sức mạnh của nó. Thì cái cách mà chúng ta nhìn nhận là dòng dẫn dắt thì em cũng có mới gọi là làm một cái code. Đây là cái code ngành thôi. Thật ra code này cũng đơn giản. Nhưng mà cái code này nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn nhận được ngành nào nó đang gọi là có xu hướng dẫn dắt ấy. Thì em quan sát, em sẽ tập trung ở nhóm banh chứng thép là chính nha. Đây, em sẽ cho anh chị xem. Đây là em chừa lại một vài thôi, màu đỏ nè. Em quan sát từ giai đoạn khoảng tầm tháng 10 tới bây giờ, cuối giữa tháng 10 sau cái đoạn chỉnh vừa rồi tới bây giờ, thì màu đỏ là gì? Màu đỏ là ngân hàng. Tiếp theo là màu xanh, là xanh dương là thép, anh chị thấy không đây? Rồi tiếp là tới màu xanh lá là bất động sản, rồi màu vàng là chứng khoán, và cuối cùng là màu trắng là khu công nghiệp. Tức là em chừa lại 5 nhóm ngành thôi, 5 nhóm ngành mà em nghĩ là có khả năng leader đấy. Đấy. Thì ở trong 5 cái nhóm này, thật ra nó có nhiều ngành lắm, mình có thể list ra hết luôn nhưng mà nó sẽ hơi rối. Thì thường cái nhóm ngành dẫn dắt là những cái nhóm ngành vốn hóa lớn thôi. Thì hiện tại anh chị nhìn cái đường màu tím nè, nó có cái đường màu tím anh chị thôi. Cái đường màu tím này chính là VN-Index đó. Diễn biến giá của, diễn biến chỉ số của VN-Index đây là tính tương quan nha. Thì hiện tại hai cái ngành mà mạnh hơn thị trường là gì? Là thép và ngân hàng. Mình thấy rõ cái đó, hai ông mà đang mạnh ở thị trường là thép và ngân hàng đấy. Thì hiện tại là nếu mà bắt đáy hay là canh mà dòng dẫn nhất thì hai thằng này là hai thằng có khả năng nhất. Còn ba cái ông ở dưới này nè là khu công nghiệp nè, khu công nghiệp là yếu nhất nè, rồi tới bất động sản nè, chứng khoán nè, thì vẫn yếu hơn thị trường một xíu, vẫn yếu hơn thị trường một xíu đấy. Trước đó bất động sản vẫn khỏe hơn thị trường, nhưng mà sau đó ở cái nhịp đau nó bắt đầu yếu hơn ở cái nhịp hồi lần này, nên khả năng thì mình thấy được là cái lượng kẹp hàng của hai cái nhóm này nó vẫn nhiều đấy. Đó là cái mình thấy được, đúng không? Hiện tại em thì em đang quan sát rất là kỹ hai cái nhóm ngành này để mình đánh giá cái khả năng mà cái nhóm ngân hàng hoặc là nhóm thép nó dẫn dắt thị trường là như thế nào. Gần đây thì giá thép nó cũng tăng trở lại thì đó cũng sẽ là một trong những cái động lực, nhưng mà tất nhiên thì mình cũng sẽ cần theo dõi cái diễn biến giá của các cổ phiếu trong đó để biết được cái khả năng dẫn dắt của nó. Lý do vì sao mà anh chị cứ để ý là trong bất kỳ những cái nhịp tăng nào của thị trường để biết được nó có bền vững hay không thì người ta lại dựa một cái ngành dẫn dắt không, cái nhóm dẫn dắt không? Là bởi vì đơn giản là tiền đứng ngoài nhiều quá, tiền đã chốt lời ra cắt lỗ ra thì làm gì mà dám mua lại liền đâu. Nó chỉ dám mua lại liền khi nào khi nó thấy có một ngành nào đó vượt đỉnh cũ,
hoặc là nó thấy có một ngành nào đó tăng điểm quá tốt, nó bị cuốn vào đó. Thì thật ra cái dòng dẫn dắt về cơ bản chỉ là cái dòng đại diện đứng ra để kéo tiền vào thị trường. Mình có thể hiểu đơn giản là như vậy. Khi mà ông đó ông tăng tốt thì những cái ông khác cũng nhìn vào ông đó tự tin hơn mà kéo. Mỗi một nhóm ngành là có một tọa lạc khác à, mỗi cổ phiếu là có một tọa lạc khác nhau nha. Nhưng mà sẽ có những cái mà người ta nhìn vào những cái ông lớn, những như là chứng khoán, như là bất động sản, như là ngân hàng, là bởi vì những ông lớn là những ông mà nhiều tiền. Thì khi mà đi theo những ông đó thì thường sẽ đúng. Nên chị để ý là thường tại sao lúc mà tạo đáy á, thì những cái ông như là những cái ông đặc biệt là mid cap á nha, như thủy sản, dệt may này, thường mấy ông không có dám tạo đáy trước. Mà mấy ông thường nhìn khi nào mà có một cái ông mà trong gọi là trong top tay to đó, như là người chứng khoán nè, SI thì chẳng hạn vậy đúng không, Bản Việt nè, tạo đáy thì những ông kia mới kéo theo. Nên thường nó sẽ bị, ví dụ như nó sẽ bị trễ hơn một hai phiên. Anh chị cứ để đi, thường tạo đáy có những lúc mà nó lầm lì ở đáy, mà sau đó lúc đầu nó thấy, bắt đầu nó thấy ổn lại rồi, nó bắt đầu thấy những cái nhóm ngành lớn như chứng khoán bắt đầu nó ổn định lại rồi, như ngân hàng bắt đầu ổn định lại rồi, thì nó bắt đầu kéo lên ở đoạn sau đó. Đấy thì đó là cái mà chúng ta cũng sẽ cần lưu ý. Còn thật ra hiện tại nha, nếu mà xét về chứng khoán thế giới thì anh chị nhìn Nasdaq thôi cho dễ nhìn, thì thật ra Nasdaq hiện tại cũng đã hồi tương đối rồi. Nhưng ngày hôm trước em nói là cái mức hồi của Nasdaq hiện tại nó tương đương với cái ngưỡng tầm 1140, 1150 của VN-Index đó. Nên hiện tại nếu mà tối nay Dow Jones có giảm đi chăng nữa thì em nghĩ nó cũng không thực sự gọi là quá ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam, là bởi vì giai đoạn vừa rồi Việt Nam mình cũng không có tăng nhiều bằng chứng khoán thế giới, nên bây giờ nó giảm được một xíu thì coi như nó điều hòa. Còn cái hiện tại ở Việt Nam mình là cái quá trình mà chúng ta phải hấp thụ cung vào cái vùng 1080 tới 1100 thôi ha. Rồi đó là cái chia sẻ chính của em, cũng như là cái em nghĩ là nó sẽ có giúp ích cho anh chị mình ở trong giai đoạn này. Đấy, còn anh chị nhớ nha, đừng có quên cái buổi mà chia sẻ của em. Nếu anh chị nào mà có nhu cầu tham gia cái buổi chia sẻ này thì comment ở phía dưới để cho em biết, và cũng như cái tâm tư nguyện vọng của anh chị về cái buổi chia sẻ quản trị về vốn, tức là cách đi tiền, đi vốn và quản trị về giao dịch, là cách mình mua bán như thế nào ở trong từng xu hướng của thị trường. Thì anh chị mình comment ở phía dưới cái phần video này nè, comment ở dưới này cho em biết là bởi vì cái nhu cầu của anh chị như thế nào, thì em sẽ cố gắng làm sao đó để sắp xếp cái giáo trình nó phù hợp nhất. Thì em cũng sẽ chia sẻ hoàn toàn miễn phí thôi. Đấy, thì cảm ơn chị rất là nhiều ha. Thì xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở trong những cái video kế tiếp. Và anh chị thấy hay thì đừng quên bấm like video này nha, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video em có để thông tin liên hệ là Zalo này và số điện thoại này. Thì nếu anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn đồng hành cùng em ở trong đường khách hàng, muốn tìm kiếm một cái người hỗ trợ về danh mục về cổ phiếu, thì có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là trợ lý của em ha, ở trong quá trình đầu tư. Rồi ngoài ra thì em cũng có trong cộng đồng, thì anh chị có thể nhấn vào cái đường link này để đăng ký tham gia, và sau đó anh chị nhắn tin cho trợ lý của em để được hỗ trợ việc của Room ha. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều nha, xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở trong những cái video kế tiếp. Chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Tạm biệt mọi người.